Không muộn công thức khuya đăng ảnh bạn gái, Huỳnh Anh được người yêu đền những lời nhắn ngọt ngào thế này. Trên trang cá nhân, Y Vân mới có những lời chia sẻ ngọt ngào đến bạn trai Huỳnh Anh như ngày kỷ niệm một năm cặp đôi chính thức nói chuyện với nhau. Sau khi chia tay với Hậu Hoàng Oanh, nam diễn viên điện trai Huỳnh Anh đã tìm được cho mình một bến đỗ mới. Bạn gái mới của Huỳnh Anh có tên là Y Vân, hiện đang sinh sống và học tập tại nước Bỉ. Thời gian đầu nghi vấn hẹn hò của cặp đôi được nổi lên, nhưng người trong cuộc luôn im lặng. Huỳnh Anh đã tìm được tình yêu mới sau khi chia tay mối tình 3 năm với Hoàng Oanh. Cho đến gần đây, Huỳnh Anh chính thức công khai bạn gái mới của mình trên trang cá nhân nhân dịp cô nàng về Việt Nam. Cả hai không ngần ngại đăng ảnh khóa mô để khẳng định chủ quyền. Trong chuyến đi du lịch Đà Lạt vừa rồi, Huỳnh Anh và Y Vân đã có những khoảnh khắc lãng mạn bên nhau. Trong ngày Y Vân quay trở về Bỉ tiếp tục công việc, Huỳnh Anh đã có những lời nhắn nhủ vô cùng yêu thương dành cho bạn gái. Để đáp trả lại tình cảm của Huỳnh Anh, trên Instagram của Y Vân vừa có dòng trạng thái nhắn nhủ đến Huỳnh Anh nhưng ngày kỷ niệm một năm cặp đôi chính thức trò chuyện cùng nhau, cũng như động viên nam diễn viên trong ngày đi làm đầu tiên. Y Vân viết, một năm trôi qua kể từ khi chúng ta nói chuyện với nhau và hãy tin em khi em nói rằng không có gì so được thời gian em muốn ở bên anh và thời gian của trang sự mới của anh. Chúc mừng lần nữa vì đã làm điều đó, vì nó sẽ đến gần với mục tiêu của anh hơn, baby. Em biết những ngày qua không hề dễ dàng cho cả hai ta và em muốn cho anh biết rằng em thật sự tự hào về anh và em rất may mắn để có anh là bạn thân của em. Bao giờ ấy đọc được cái tin nhắn này chắc đang chuẩn bị đi làm ngày đầu tiên, ấy làm tốt nha. Huỳnh Anh chắc chắn sẽ cảm thấy rất vui và ấm lòng khi đọc những lời tâm sự, nhắn nhủ đông đầy yêu thương từ bạn gái. Từ khi công khai yêu Y Vân, Huỳnh Anh cũng nhận được những ý kiến chỉ trích, nhưng cho đến hiện tại nam diễn viên vẫn đang hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.